Xin chào bạn, chào quay trở lại kênh Đồ Máy Tính. Video này tôi sẽ giúp bạn cách bật chế độ nhận diện của con máy Oppo Reno 4 Pro 5G nhé. Giới thiệu điện thoại đây, Oppo Reno 4 Pro 5G. Như bản này là nội địa hay sao ấy, thì nó mã của nó là PDN-M00 nhé. Để bật chế độ phát triển thì tôi sẽ tắt phần cài đặt đi. Tôi sẽ vào cài đặt này, tôi sẽ kéo xuống, chọn giới thiệu điện thoại này. Ta sẽ vào phiên bản băng tần cơ sở của nhân này, gõ vào số bản dựng ở đây 7 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bản đã nhau phát triển, bản đã mở chế độ phát triển nhé. Bách ra. Ta sẽ vào cài đặt bổ sung, kéo xuống chọn tùy chọn nhau phát triển này. Bây giờ tôi sẽ lướt, các bạn tắt đi ấn vào đây nhé, lướt một lượt cho các bạn xem nhé. Nếu mình đi nhanh quá bạn tua chậm lại nhé. Rồi hết. Bạn đặt sai mà ấn vào chọn giá trị mặc định hay xong. Tắt đi thì bạn ấn vào đây nó sẽ mất đi nhé. Mất đi luôn nhé. Đấy, bách ra nó mất luôn. Bạn ấn lại vào vừa nãy nhé. Vừa rồi mình hướng dẫn bạn là cách bật chế độ nhận phát triển của con máy Oppo Reno 4 Pro 5G. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.